No, sẽ chắc chắn là lên với channel của mình là kick game. Là mình đây, mình sẽ review các bạn game zombie the tsunami của mình nhá. Let's go. Đây là một game chơi khá là vui này. Thật đấy. Bạn nào có điểm cao hơn mình thì ra đây nào, bơi ra đây nào. Bạn nào có điểm cao hơn mình thì bơi ra đây nào. À, nhiều tiền quá cũng không. Để sợ xem nào, ui rồi, lại nữa. Kim cương vàng, mình không thể đếm nổi đây là con số nào. Mấy trăm à, không mấy nghìn à. Không, mình không đếm nổi, toán mình gà lắm, mấy bạn đếm như bên cái. Mình mua gì đấy ta? Mua cái này, cao. Bây giờ mà, rất ít mà, ui rồi, cái sổ, ok. Mua gì đấy đây? Nên đâu ý thế mà, ui lại mua nữa. Mua này. Rồi, mua này. Còn gì không nhỉ? Kết hợp tưởng sao? 30 à? Con gì vậy ta? Rất nhiều con nhìn. Mình cười đấy nhỉ? Con gì không nhỉ? Thôi. Chơi thử xem. Để đó. Chẳng hết thế này. Ừ, giỏi nhiều người thế. Ừ, rồi. Mình gọi là chùm giỏi này rồi. Giàu quá mà. Nhân nhau để làm gì? Nhân nhau để làm gì mà nhiều con zombie không chết như vậy? Úi dồi ôi. Mình giàu quá cũng ngại. Tha mấy bạn hả? Trời ơi. Mấy con đệ bên trên này. Làm cái tàu mèo gì đó. Bạn nào muốn giàu như mình không? Vậy hãy like video này, share và subscribe kênh video của mình. Mình sẽ chỉ cho các bạn cách giàu như vậy mà không tốn xu nào cả. Các bạn nhé, hãy đăng ký kênh của mình nào, để theo dõi nhiều video bổ ích ngon bổ rẻ. Rồi, mình bất tử rồi. Chán thế chứ này. Đấy, không chết. Dỡ rồi. Chết rồi à? Ui, hồi sinh rồi. À thôi, không chơi nữa. Cứ hồi sinh nhiều, chán. Thôi, video mình đến đây kết thúc rồi. Đừng quên like, share và subscribe kênh video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào.